ơi, em mới đăng ký khóa học thêm rồi. Từ giờ trở đi anh đừng có hòng cho em nấu ăn giờ nữa nhá. Tốt tốt tốt, vừa học món Tây hay món Tá đó? Em học karate. Bà chủ ơi, bán cho anh cái dây sạc. Dạ. Của anh hết 50.000. Ờ. Con này có định bú không? Không bú mẹ cho bạc bú dữ. Em ơi, cho anh xin cốc nước đấy nhá. Dạ. 5 tiếng sau. Con ơi đừng có khóc nữa mơ. Có định bú nữa không đó? Em ơi, nói con ăn quyết định nhánh đi. Anh chơi từ cái sáng đến giờ. Nhà thì con báo như là việc. Thôi nha, bữa sau nói chuyện tiếp. Vừa bữa sau nói chuyện điện thoại thì nói nhanh nhanh tí. Lần mô ông muốn giờ lấy 4-5 tiếng đồng hồ thì làm việc chi nữa. Dạ, em biết rồi anh ạ. Lần sau em sẽ nói chuyện nhanh gọn hơn, không muốn giờ lấy nữa. Alo, ai đó? 2 tiếng sau. Thôi nha chị. Đờ hơn tí rồi đó, lần đi gọi có 2 tiếng. Mà ai gọi có việc chứ đẹp. Không có chim á, họ gọi nhầm máy thôi anh ạ. Anh ơi, em đến xin làm nhân viên dịch vụ Facebook với anh. Khuyết điểm của em là chí? Khuyết điểm của em là thật thà anh ạ. Anh không nghĩ thật thà là một khuyết điểm em hay. Dạ, anh nghĩ chí kể mè anh chứ. Mẹ ơi, Tùn có giống bố không? Tùn giống ý đúc bố con ạ. Giữa con có giống bố không mẹ? Con cũng giống ý đúc bố luôn. Giữa răng con với Tùn không giống nhau mẹ. Mẹ nói hai con giống ý đúc bố. Chứ mẹ có nói bố hai con giống nhau mốt. Máy phát hiện nói dối. Thằng Tùm, ba kiểm tra học kỳ của con được mấy điểm? Cô chưa trả bài bộ à? Nói dối. À cái thằng đấy, hồi bằng tuổi con là bố không bao giờ lừa ông nội mà đó. Nói dối. Anh đang chuột ngay nạt con rồi. Dù răng đó cũng là con trai của anh đó. Nói dối. Số mình khổ mọi người ạ. Lại phải một ông trong giá trưởng cực kỳ khó tính khó chiêu. Cùng một món ăn nấu như nhau, nhưng mà lúc thì ông khen ngon, lúc thì ông chê lên chê xuống. Hôm qua mình nấu mì cho ông ăn mà ông chê thầm tệ. Hôm nay mình nấu lại cho ông ăn, coi ông nói rằng. Anh nghe ăn mì đi. Có ngon không anh? Ngon lắm vợ ạ. Vậy chị đó anh. Có chuyện ní anh không muốn dậu vợ nữa. Trong cái nhà ní anh không được làm chủ. Cho nên giờ ngủ với em, anh chỉ nghĩ đến những người phụ nữ khác thôi, không nghĩ đến em nữa. Ráng anh có thể nói ra những câu ở rửa được. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, không có tình thì cũng có nghĩa. Thật là bất công với em. Anh có biết là em ngủ với bao nhiêu thằng mà chỉ nghĩ đến một mình anh không? Anh có biết là em ngủ với bao nhiêu thằng mà chỉ nghĩ đến một mình anh không? Anh về rồi à? Ở nhà làm cái chi mà cơm nước thiêu nấu, nhà cửa thì như cái bài rạc rồi. Thì bình thường anh nói em ở nhà cả ngày không làm chi cả. Thì bữa nay em không làm chi cả anh đấy. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Bố ơi, nếu mà ta bán hàng giả thì máu dâu lắm mà. Ai bay cho con rửa đâu. Bán hàng giả thì chỉ có đi tù thôi con à. Giữa tay ra ông bạc chi trong răng giả cho bố lại rau cỏ. Có nhà lao sẽ hứa giữa bố. Khoan đã nhá, để bố nghỉ thêm đã. Số mình khổ mọi người ạ. Lại phải một ông trong giá trưởng
cực kỳ khó tính khó chiều. Cùng một món ăn, nấu như nhau, nhưng mà lúc thì ông khen ngon, lúc thì ông chê lên chê xuống. Hôm qua mình nấu mì cho ông ăn mà ông chê thầm tệ, hôm nay mình nấu lại cho ông ăn, coi ông nói rằng: anh ơi, ăn mì đi. Có ngon không anh? Ngon lắm vợ ạ. Ai ơi mà. Anh yêu, anh ở nhà trông con để lát em đi ra ngoài có việc chứ. Em ơi, anh phải ra ngoài giờ, anh có hẹn với bạn bè. Đã nói ở nhà là ở nhà không đi mất ạ. Anh mà bực chân ra khỏi cửa là chết với tôi. Anh sợ gì mà anh không dám ở nhà. Còn đâu đó gió môi ngọt ngào, trong lòng ai bướm mơ hoa vàng. Thu đã qua đông về buồn hát hiu. Còn đây những dấu chân dịu dàng. Ơ chị, mình ít nhìn đã tặng nhìn đèo hàn rồi. Làm rồi em không sử dụng. Ơ chị, mình ít nhìn đã tặng nhìn đèo hàn rồi. Ơ chị, mình ít nhìn đã tặng nhìn đèo hàn rồi. Đây là nhân viên mời của công ty, mọi người làm quen nhau đi nha. Đây rồi em. Dạ. Nhìn thấy em anh lại nhớ lại hồi em còn trẻ. Hồi anh còn trẻ anh không ai con gái à? Ở nhà mà không nấu ăn cho vợ lo mà chơi game. Thách em tạ thêm một lần nữa đó. Máy ba đang con nghe lời anh đó. Lần này anh thả cho. Để anh đi nấu ăn cho một. Con sói chỉ vừa tấn công đã vấp phải sự phản ứng mãnh liệt từ lợn lòi. Bố ấy con lợn lòi đi không ác lắm mà. Hả? Ừ, đúng rồi con. Nếu mà chạy lúc mẹ thì bố đi ngâm rắn. Rửa thì đáng đời cho rắn. Nani? Rắn bố nói rửa, bố không thương mẹ. Không, ý bố đang nói con lợn á. What? Đấm đầu vào mẹ con thì chỉ có chết thôi. Ai ôi mà.